Hello, xin chào tất cả anh em. Mình là Teemo này. Hôm nay mình sẽ chơi trò kết nối thú cưng của Gấu Panda Phần 2. Ok, let's go. Người phù thủy đã đến thế giới côn trùng, nơi các loài côn trùng đang chơi với bà mẹ của chúng. Bá sẽ làm cho bạn bè của ngươi biến mất. Phù thủy gây rắc rối, hiện ra. Thế giới côn trùng đã bị một phù thủy tấn công. Các loài côn trùng sợ hãi và buồn bã. Đừng lo, hãy giúp các loài côn trùng tìm bạn của chúng. Ôi! Bạn của bò rùa ở đâu rồi? Hãy nhìn kia, một chú đom đóm, hãy giúp chú tìm bạn bè nào. Vụ sắp đi ngay, nhận quà không đồng liền tay. Tất cả chỉ không đồng và các bước đơn giản sau. Hay lắm, bạn đã sửa một mảnh đất khác. Hối. Một chú nhện, hãy giúp chú tìm bạn bè nào. của chú ốc sên, các bạn của chú ở đâu rồi? Vương quốc động vật thậm chí trông còn đẹp hơn trước. Ôi, ôi. Hãy giúp các loài động vật nhé. muối rất giỏi. Đồng vật thậm chí trông còn đẹp hơn trước. Thôi, thôi. Chúng ta đã tìm thấy một chú kiến. Hãy giúp chú tìm bạn bè nào. Các loài động vật nhé. Cố lên, bạn ghép nối rất giỏi. Hãy giúp các loài động vật nhé. Oi! Oi! Cố lên, bạn ghép nối rất giỏi. Bạn đam mê công nghệ, thích đón đầu xu thế, nhưng vô khắc động vật, thậm chí trông còn đẹp hơn trước. Hãy giúp các loài động vật nhé. Cố lên, bạn ghép nối rất giỏi. Cái cung trùng đã được xây dựng lại hoàn toàn và thật tuyệt vời. Người đã xây dựng lại thế giới cung trùng, nhưng lần sau người sẽ không may mắn thế nữa đâu.